Chào các bạn, đây là trực tiếp tường thuật trực tiếp tại dự án Sơn Đồng Center, dự án đất đấu giá tại làng nghề gỗ mỹ nghệ Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Chúng ta đứng đây là vị trí trung tâm dự án, là trục thẳng của đường Trịnh Văn Bô kéo dài đấy ạ. Thì dự án quy hoạch là hơn 2 hecta với 150 shop house. Đấy. Bây giờ đang xây tầng 3 rồi, nhưng bên này là xong tầng 4 rồi. Đấy. Với giá bán chỉ hơn 6 tỷ, 7 tỷ, 8 tỷ. Một căn shop house như này, xây sẵn như này, hoàn thiện mặt ngoài. Mặt tiền rất là rộng các bạn nhé. Mặt tiền là 6m25. Đấy. Khai thác kinh doanh tuyệt vời. Với cư dân của thôn Sơn Đồng là làng nghề mỹ nghệ nổi tiếng cả nước rồi, chuyên đồ gỗ, đồ thờ, tượng tượng Phật, thì đây có thể nói là một trong những cái sản phẩm bất động sản có thể nói là đầu tư tuyệt vời luôn. Cảm ơn các bạn nhé.